từ 6 giờ sáng bây giờ vẫn chưa đến Mộc Châu đây. Kinh thật, hôm nay đi nó... Nhưng mà được cái là... Quá lâu luôn ạ. Đi chơi thích quá nên là quên cả ăn, chả thấy nó. Quá mất luôn hôm nay. Tắc đường mấy tiếng rồi. Nghe dự định 11 giờ đến nơi. Cứ gặp một cái anh ấy này là dính. Gặp một anh xe bồn này dính. Cái thằng Phú Thọ kia. Ở đây nhiều cây sáo con nhỉ. Thằng này bạn mày vượt kiểu này mày giết tao rồi. Không thể tưởng tượng. Ra 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 ra. Xong rồi về nhà bồng. Dán cái 90.000 nữa. Chán quá, nó không dán, nó chả. Nó chả làm. Anh em về anh dán hơn, em về em tự dán. Nó chỉ có bong một tí thôi thì nó sẽ cứ thế nó loang ra luôn. Ô, hôm nay nó như kiểu ngày lễ gì em ạ? Mặc áo đồng bào đi hết này. Xịn nó khác. Em giống đồng bào xịn. Ngực nó hình trái mướp. Em đang quay đấy. À đấy. À. Em quay máy của anh đấy. Đấy nha. Ai hay mua mận thì đến nhà ông Bình. Ta thì quay cái khác đi. Cây nữa kìa mà. Để nó ăn. Đây mận mán đầy đây, có phải mận đây. Ồ, mận chín đầy kìa anh ạ. À, mận cây á? Ờ. Ừ. Nó về vào vườn hái. Vào vườn hái không? Chín chục kiểu ấy. Thì không có chuyện là nó. Quá đông người.
hết Mai Châu bắt đầu vào Sơn La đây. Mai Châu hẹn gặp lại. See you again. Đường Sơn La đẹp hẳn đấy. Vãi hả? Cà cà phết. Vân Hồ. Vân Hồ à? Vân Hồ Sơn La rồi. Địa phận Hòa Bình rồi đấy, rồi vào đến Sơn La, 20-30 cây nữa đến Mộc Châu. Thôi quá. Thank you.
đêm. Tắc đường khủng khiếp thế này, biết bao giờ cho đến đích. Gần một tiếng đứng ở đây rồi.